Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin trong các chương trình thời sự trước, từ năm 2003 đến 2014, công ty cổ phần phát triển nhà ô cấp do ông Hoàng Huy Hiển làm tổng giám đốc đã huy động hơn 212 tỷ đồng của hàng trăm khách hàng qua hình thức ký hợp đồng góp vốn để nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở tại khu dân cư số 1 Tây Nam, huyện Long Điền. Tuy nhiên, công ty đã không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng mà đưa các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khách hàng đi thế chấp ngân hàng, sau đó bán lại cho người khác, khiến khách hàng bức xúc tố cáo. Qua điều tra xác minh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án này của công ty cổ phần phát triển nhà ô cấp. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an nhận thấy sau khi lập thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2009 đến năm 2011, công ty cổ phần phát triển nhà ô cấp dây chúng và nhờ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Thành Long, công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến, thành phố Vũng Tàu đứng tên ký hợp đồng gian ngân hàng gần 63 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư số 1 Tây Nam. Sau khi thế chấp, công ty cổ phần phát triển nhà ô cấp thanh toán một phần nợ gốc để giải chấp một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời mượn lại 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tách một phần diện tích thành 271 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nền dự án. Sau khi tách, công ty trả lại 134 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn lại cam kết trả 11 tỷ đồng nhưng không thực hiện. Tính đến tháng 7 năm 2019, tổng nợ gốc và nợ lãi của nhóm công ty là hơn 132 tỷ đồng. Tiếp đến năm 2016, công ty ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án cho bà Nguyễn Thị Thu Hà, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Thu Hà, với giá trị chuyển nhượng là 180 tỷ đồng. Do bà Hà không chuyển tiền thanh toán nên công ty không chuyển giao dự án. Đầu năm 2018, công ty ký hợp đồng dây của bà Nguyễn Thị Thu Hà và ông Đỗ Minh Vương 120 tỷ đồng, không tính lãi suất. Bà Hà đã chuyển cho ông Hiển, tổng giám đốc, với số tiền dây 10 tỷ đồng để thương lượng trả lại tiền cho khoảng 100 khách hàng ký hợp đồng góp vốn trước đây tại dự án khu dân cư số 1 Tây Nam. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu được trong quá trình giải quyết tố giác tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm các quy định về cho dây trong hoạt động của các tổ chức tín dụng để điều tra. Trong đó có các hợp đồng tín dụng liên quan đến công ty Thành Long, công ty Đồng Tiến. Đối với việc bà Nguyễn Thị Thu Hà và ông Đỗ Minh Phương thỏa thuận thanh toán nợ dây cho công ty ô cấp để nhận lại một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Theo cơ quan công an, việc chuyển nhượng như nêu trên không có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nước thẩm quyền là vô hiệu, không có giá trị pháp lý.